Chủ nhật thứ 20 mùa thường niên. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến 28. Này bà có lòng mạnh tin. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lùi về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Suy niệm theo Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Lòng khiêm nhường và sự kiên trì của người đàn bà Canaan liên tưởng tôi đến câu chuyện của Thánh Clement Hofbauer thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Ngài sinh năm 1751 ở Moravia trong một gia đình nghèo. Sau khi gia nhập dòng, Ngài dồn hết sức lực vào phục vụ người nghèo và những công tác xã hội, trong đó có cô nhi viện. Ngày hôm đó, Ngài đi đến một khu phố nhà giàu để xin tiền nuôi sống các trẻ em nghèo. Khi đến gần một người đàn ông đang chơi bài, ông ta giận dữ và nhổ nước miếng vào mặt Ngài. Thánh Clement bình thản nói: Đó là quà dành cho tôi. Xin ông vui lòng cho quà cho các trẻ em nghèo. Bị đánh động bởi lòng khiêm nhường của thánh nhân, gã nhà giàu kể từ đó trở thành một trong những hối nhân thường xuyên đến với Ngài. Trở về với tin mừng, người đàn bà Canaan đã đánh động lòng Chúa Giêsu cũng vì lòng khiêm nhường và sự kiên trì. Ở đời, ai mà không có sự tự ái cá nhân? Xin giúp đỡ mà bị nói nặng, nói nhẹ, thì chúng ta cũng tự ái, chẳng cần và bỏ đi. Lưu ý từ chó mà Chúa dùng ở đây là chỉ chó cưng, chó nuôi trong nhà, không phải chó hoang ngoài đường. Bất kể loại chó nào, từ chó cũng rất đủ nặng đối với người gốc Á. Bởi thế, điều đáng khâm phục người đàn bà trong tin mừng không chỉ là lòng khiêm nhường và sự kiên trì, mà còn là tình thương dành cho đứa con gái. Đọc được tấm lòng và tâm tình chân thành của bà ta, Chúa Giêsu đã khen với lòng thán phục: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Sự chữa lành cho đứa con gái là phần thưởng xứng đáng cho tình thương và lòng khiêm nhu của người mẹ. Trong xã hội thời nay, khiêm nhường đã khó, huống chi là kiên trì và thương con cái chân thành. Con người đang muốn loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống xã hội, học đường và những nơi công cộng.
Khi cầu nguyện không được như ý, thì người ta bỏ đi nhà thờ, bỏ đạo, đi thờ ông thần tài hay ông thần linh nào linh thiêng hơn. Nói về tình thương mẫu tử, nhiều người mẹ ngày nay xem việc mang thai hay chăm nom con cái là một sự bất tiện hay bất lợi. Trước những bất ổn xã hội ngày nay, mỗi người chúng ta nên ngồi xuống xem lại chính mình, xem lại chính gia đình mình có bình an trong lúc này hay không. Tâm hồn bất an dẫn đến bất ổn gia đình. Bất ổn gia đình dẫn đến những xung đột xã hội. Ước gì con người ngày nay trở về với giá trị phúc âm, vì đó không chỉ là chân lý, mà còn là giải pháp cho mọi bất hòa trong gia đình và xã hội.